vẫn còn 50 chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa. Tính đến chiều ngày 30 tháng 11, 183 trên 234 chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa hoạt động trở lại. Như vậy, sau 2 tháng mở cửa lại nền kinh tế, vẫn còn 50 chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh chưa hoạt động trở lại. Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, những chợ truyền thống sau khi đã xây dựng phương án hoặc kế hoạch hoạt động an toàn trong trạng thái bình thường mới. Số còn lại đến nay vẫn chưa mở cửa do chưa trình phương án mở chợ an toàn hoặc nằm trong khu vực còn có nhiều ca F0. Đặc biệt, 183 chợ truyền thống đã mở cửa hoạt động vẫn chủ yếu kinh doanh các ngành hàng lương thực, thực phẩm để phục vụ người dân trên địa bàn. Trong đó, có 14 chợ hạng 1, 50 chợ hạng 2 và 119 chợ hạng 3. Dự kiến từ ngày mai 1.12 đến ngày 5 tháng 12, sẽ có thêm 15 chợ tại thành phố được mở nữa. Bao gồm, chợ Long Trường, Long Thạnh Mỹ, Khiết Tâm, Linh Xuân, Tam Hải, Lê Mai, thành phố Thủ Đức, chợ Chiều Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Chợ Bà Chồi, Bờ Băng, Rạch Dĩa, chợ ấp 1, chợ Phước Lộc, chợ Phú Xuân, chợ Nhân Đức, chợ ấp 5 ở huyện Nhà Bè. Đến nay, các quận huyện và thành phố Thủ Đức đang đôn đốc các chợ xây dựng trình phương án, kế hoạch hoạt động an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trong quyết định 3589 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-18 thành phố về bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố, đại diện Sở Công Thương chia sẻ.